Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. Mỏ khí đốt Tiền Hải thuộc địa phận huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đây là mỏ khí đầu tiên được khai thác ở Việt Nam. Mỏ khí đốt Tiền Hải là mỏ khí nhỏ, địa tầng áp suất vỉa trung bình, cấu trúc địa chất phức tạp. Kết quả nghiên cứu tại các giếng khoan thăm dò và khai thác khí cho thấy, mỏ khí đốt Tiền Hải có 13 vỉa khí có giá trị công nghiệp nằm trong phủ hệ tầng Tiên Hưng dưới và giữa. Các thân khí của mỏ tiền hải hầu hết có dạng vòm, dạng màn chắn thạch học, dạng hỗn hợp. Vỉa khí sâu nhất nằm cách mặt đất khoảng 1.178m, vỉa nông nhất cách mặt đất khoảng 468m. Từ hơn 50 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành riêng mối quan tâm đặc biệt cho ngành công nghiệp dầu khí của đất nước. Trong chuyến thăm Liên Xô vào năm 1959, khi đến thăm khu công nghiệp dầu mỏ Baku Azerbaijan, người đã nói rằng sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung và Azerbaijan nói riêng phải giúp đỡ Việt Nam xây dựng được những khu công nghiệp dầu khí mạnh. Thực hiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn cường thịnh, Việt Nam phải có ngành dầu khí hùng mạnh. Ngay từ những ngày đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đến ngành dầu khí. Những cán bộ đầu tiên của ngành dầu khí đã thực hiện việc tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở miền Bắc đặc biệt là ở tỉnh Thái Bình. Để thực hiện mong ước của bác, các thế hệ người làm công tác dầu khí Việt Nam đã nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo vượt mọi khó khăn, từng bước xây dựng ngành dầu khí Việt Nam. Ngày 3 tháng 9 năm 1975, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam được thành lập trên cơ sở Liên đoàn Địa chất 36 và một bộ phận thuộc Tổng cục Hóa chất ngày mùng 1 tháng 2 năm 1975, giếng khoan số 61 được khởi công trên địa phận xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Sau những ngày làm việc tần tủy, ngày 21 tháng 12 năm 1975, giếng khoan thăm dò đầu tiên tại Tiền Hải, Thái Bình đã phát hiện có dầu khí. Đây là giếng khoan thăm dò đầu tiên đã cho phát hiện khí tự nhiên tại cấu tạo Tiền Hải C ở chiều sâu khoảng 1.156 m với lưu lượng trên 100.000 m khối ngày đêm. Khí của mỏ là khí cháy các hydro, không có thành phần khí hại như H2S, không có heli, hàm lượng nitơ cao, có việc khí chứa condensat. Ngày 19 tháng 4 năm 1981, dòng khí công nghiệp đầu tiên tại giếng khoan 61 mỏ tiền hải C với lưu lượng 100.000 m khối ngày đêm đã được đưa vào buồng đốt tuô nhiệt điện tiền hải, phát ra dòng điện công suất 10 MW, hòa lưới điện quốc gia. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu lần đầu tiên ngành dầu khí Việt Nam khai thác được sản phẩm khí công nghiệp, mở ra tiền vọng to lớn trên hành trình tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên giàu có cho đất nước, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam. Từ giếng khoan 61, một loạt giếng khoan đã được thực hiện trong những năm tiếp theo. Tính đến nay, tại khu vực Tiền Hải đã phát hiện tổng cộng 13 vỉa khí với tổng trữ lượng tại chỗ là 1,3 tỷ mét khối. Từ năm 1981 đến nay, tổng sản lượng khí khai thác và cung cấp đạt 850 triệu mét khối. Mỏ khí đốt Tiền Hải được khai thác phục vụ cho khu công nghiệp Tiền Hải trong các lĩnh vực sản xuất xi măng trắng, gạch ốp lát, gạch men, sứ mỹ nghệ xuất khẩu, thủy tinh. Năm 2012, Việt Nam đã khởi công dự án đưa khí ngoài thềm lục địa vào đất liền và xây dựng nhà máy chế biến khí đốt. Nhờ nguồn khí mỏ Tiền Hải, Thái Bình đã hình thành được khu công nghiệp khí Tiền Hải với quy mô 120 ha với trên 40 doanh nghiệp sử dụng nhiên liệu khí để sản xuất các sản phẩm chất lượng như thủy tinh, pha lê, gốm sứ với doanh thu hàng năm đạt trên 650 tỷ đồng, thu hút hơn 6.000 lao động, đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình tuy nhiên trong những năm gần đây sản lượng khí đốt khai thác của các giếng khoan tại khu vực tiền hải sụt giảm mạnh không đủ đáp ứng nhu cầu khí đốt cho khu công nghiệp tiền hải để đáp ứng nhu cầu khí đốt nhằm phát triển khu công nghiệp tiền hải thái bình cũng như công nghiệp dầu khí ở khu vực bắc bộ tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí pvep và công ty dầu khí sông hồng đã và đang tích cực triển khai các hoạt động thăm dò tìm kiếm, đánh giá trữ lượng các cấu tạo tiềm năng ở miền Võng Hà Nội và các khu vực thuộc bể trầm tích sông Hồng. Kế thừa những thành quả to lớn của các thế hệ đi trước, PVEP và công ty dầu khí sông Hồng, đơn vị thành viên trực tiếp triển khai các hoạt động thăm dò khai thác tại địa bàn đã và đang tích cực áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm duy trì sản lượng khai thác khí tại tiền hải, đồng thời tiếp tục tìm kiếm thăm dò, đánh giá trữ lượng các cấu tạo tiềm năng ở miền võng Hà Nội và các khu vực thuộc bể trầm tích sông Hồng để triển khai các dự án phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt của tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận trong tương lai. Các phát hiện dầu khí mới như Hắc Long, Địa Long, Hồng Long, Bạch Long tại lô 103-107 Hàm rồng Thái Bình tại lô 102 106 là những cơ hội đầy triển vọng để phát triển và khai thác với mục tiêu đáp ứng nguồn nhiên liệu phục vụ phát triển công nghiệp sản xuất và công nghiệp dầu khí ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian tới. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.